Hello, xin chào mọi người. Mấy bà ơi, hôm nay Vi tự nhiên Thèm ngọt nè. Giờ Vi sẽ ăn làm một món chè, trong đó có xoài. trong đó Mấy bà đi coi thử Vi hôm nay làm cái món gì mà món chè gì mà có xoài trong đó nha. Thì có bột bán này mấy bà ơi. Đây là bột bán, Vi mua cái loại này nè nha, không cần ngâm trước đâu, nước sôi rửa sạch sẽ là nước sôi là bỏ vô thôi. Ok, let's go vô bếp nấu chè ăn tăng 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 tăng. Chè xoài nhé bạn. Nước sôi rồi mình sẽ đổ vô đậu đen này, đậu đen này đậu đỏ ngâm qua đêm, nước sôi cho đậu vào luộc. Ok, bây giờ Vi sẽ đi nấu nước luộc bột bán. Đây là Vi bắt một miếng nước lên nè. Rồi đi nấu nước mấy bạn ơi. Giờ Vi sẽ cho một ít bột bán ra cái tô. Bao nhiêu đó thôi. Rồi Vi cho xíu nước vô rửa. Rửa cho nó ra cái bụi cái bọng gì đó. Có chút xíu bụi gì nó ra. Rồi, chè bây giờ đầu chín này mấy bạn ơi. Ngon lắm nè, bây giờ Vi bỏ đường vô nè. Giờ nước sôi rồi Vi sẽ cho bột bán vô nè. Chết cha rồi. Chị mới rửa rửa xíu là dính cứng ngắc luôn. Trời ơi. Xuống nè, đó. Luộc chút xíu vớt ra. Luộc chút xíu nó sẽ chín rồi bây giờ vớt ra nè. Đi vớt ra bỏ trong cái tô nước lạnh. Giờ Vi sẽ nấu thêm một ít nước dừa, nước cốt dừa này mẹ. Bỏ một xíu lá dứa vô cho nó thơm mùi lá dứa. Ăn nó tăng mùi cái vị ngon lên đó. Nước dừa kẹo chưa, nước lành canh đào chưa. Chè Vi đã làm xong rồi nè mấy bà ơi. Rồi ở đây có bột bán chè nè, nấu bột bỏ ra nè. Cuối cùng thì đúng đã làm xong rồi, bây giờ Vi sẽ luộc. Bây giờ Vi sẽ gọt xoài đó nè. Xoài thơm quá. Ăn chè thôi. Ăn chè thôi. Ok mấy bà ơi, bây giờ ăn xoài thôi mấy bà ơi. Ăn xoài lại chè nha, không phải xoài không đâu. Bây giờ Vi sẽ gọt cái xoài ra, gọt vỏ cho xoài ra. Cắt một miếng bự, cắt một miếng bự nè. Đẹp. Nó thơm bát ngát lên luôn. Xoài chín thơm quá chừng luôn đó à. Một lụ, một lụ. Yeah. Làm một ly chè nè. Đa đa đa. Đa 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 đa. Xoài ơi xoài. Thấy cái mùi xoài là hấp dẫn rồi nha. Thêm cái chè nữa nè. Một bình chè tổ bố luôn. To chà bá luôn. Thơm mùi đậu đen lại đậu đỏ. Bỏ ra đây. Chà chà. Đậu đen đậu đỏ kết hợp là ngon lắm rồi nha. Nước cái nước cũng quẹo quẹo sệt sệt nữa nè. Ngon chưa. Nấu cái nước quẹo quẹo sệt sệt thì uống nó mới hấp dẫn nè. Chè đậu đen đậu đậu đỏ. Rồi, cho xíu nước nữa coi, húp uống nó mới đã. Rồi, cắt xoài bỏ vô nè. Xoài cả nhà ơi, ăn xoài. Đi coi thử món chè này ngon nha các bà nha, mấy bà nha. Chè này thêm thế này nha. Bỏ xoài vô. Tăng tăng. Hấp dẫn nha, hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Rồi ăn ít thì bỏ ít, ăn nhiều bỏ nhiều, tùy thích của mình nha mấy bà. Ăn ít thì bỏ ít bà nha. Rồi bây giờ bán bột bán, bột bán Vi đã luộc đây, chín rồi nè, bột bán rồi vớt ra cho ráo. Rồi bây giờ nó nhỏ này. Ngon rồi nha. Hấp dẫn chưa?
có xoài nè, bột bán nè, đậu đen, đậu đỏ này mấy bà ơi. Trời 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 trời, nó sảy luôn nha. Có miếng xoài vàng vàng dễ thương chưa? Ok, ăn chè thôi, ăn chè thôi. Ngon nha. Ngon nha. Cái béo nước dừa thơm, thơm mùi nước dừa béo béo ngon quá nha. Miếng xoài nè, miếng xoài nè. Miếng xoài nữa thơm lẫn luôn. Ngon gì đâu luôn. Ăn miếng xoài chua chua ngọt hết, nó ngon lắm luôn nha. Ngon quá. Ngon lan tỏa luôn, lan tỏa trong người mình luôn, ngon dữ dội lắm. Không ngờ kết hợp lại xoài rất là ngon luôn nha. Ngon quá. Giờ món chè đậu đen đậu đỏ kết hợp với lại xoài nước cốt dừa bột bán. Như các bạn thấy thích vào bếp cùng ăn, làm ăn với mình nha. Bye bye.